Kênh Military Samari đưa tin, tại vùng Kurs, quân đội Ukraine, gọi tắt là AFU, tiếp tục nỗ lực hơn nữa để chiếm thêm nhiều ngôi làng phía trước Kluskova và cản trở cuộc phản công của Nga, nhưng bất thành. Lực lượng Moscow đang tấn công áp đảo từ phía Tây và cũng tăng cường sức ép mạnh ở phía Đông. Trên khu vực phía Nam Chasovya, quân đội Nga RFAF đang đột phá theo hướng Suboki. Ở đó, binh sĩ của họ dương cầu trong rừng, tượng trưng cho việc kiểm soát khu vực. Lực lượng Moscow hiện kiểm soát hầu hết các vị trí phía Đông kênh đảo có thông tin đại quân Nga đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho đòn chốt hạ, quyết tâm đánh chiếm bằng được thành phố trên cao này. Một số nguồn tin nhận định tình thế của Ukraine đang rất nguy ngập. Về phía Torres, theo các báo cáo thân Nga, EDFAF được cho là đã chiếm được phần lớn quận Sabanka, nhưng điều này chưa thể xác nhận vào thời điểm này. Ở Pokrovsk, lực lượng Moscow gần như đã chiếm hoàn toàn làng Ukraine. AFU chỉ còn nắm giữ được một vài ngôi nhà và mỏ. Trong mỏ số 3 phía tây Vô Điền, lực lượng Kiev được cho là đã rút chạy để quân đội Nga chiếm khu vực này. Điều đáng ngạc nhiên là RFAF cũng tiến về phía Kaminsk, Zaporizhia và chiếm thêm các vị trí khác xung quanh làng. Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 16 tháng 9 tuyên bố, Moscow đã giành lại quyền kiểm soát hai khu định cư ở vùng Kurs gồm Uspenovka và Boki, lần lượt cách biên giới Ukraine chưa đầy 1 km và khoảng 4,7 km. Tuyên bố cũng cho biết lực lượng Moscow đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của Ukraine với 3 mũi tấn công cực mạnh ở Bắc, Đông và Tây. EDFAF đang thực hành chiến thuật bao vây chia cắt ít nhất 8 lữ đoàn Ukraine trong vành móng ngựa mà AFU tạo được ở Kursk. Nhóm chiến đấu phía Bắc tiếp tục tấn công và giành lại các khu định cư Uspenovka và Boki. Ngoài ra, quân nhân Nga đã đánh bại các lữ đoàn cơ giới số 22, 41 và 115, xe tăng số 17, lữ đoàn tấn công đường không số 82, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, cũng như các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 112 và 129 gần Liu Bimokka, Novoi Vanovka, Darino, Nikolo Dadino, Tonsoluk, Plekovo và Pokrovsky, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ kênh thi đốc ca cho biết tại vùng Kursk, lực lượng moscow đã giành lại Dariino và đang tấn công liubimokka trong khi ukraine tiếp tục cố gắng giành được chỗ đứng ở vùng kloskovsky bất chấp cuộc tấn công của lực lượng kiev vào vùng kloskovsky quân đội nga vẫn tiếp tục quét sạch đối phương ở khu vực biên giới Kursk. lực lượng moscow đang đánh bật afu ở ngoại ô kodenevo bao gồm cả onkokka Bình sĩ nga tăng tốc dọn sạch khu vực tiếp giáp với làng kremianoye về phía nam rfaf tấn công Liubimovka, nơi bị đối phương chiếm giữ họ đã vượt sông senagos và chiếm lại làng darino tạo ra mối đe dọa đối với điểm tiếp tế ở sverdikovo trong nỗ lực cản trở cuộc phản công của nga afu đã tấn công quận kaluskovsky gần làng medvezie và làng krasnusiavsky ukraine đang chuẩn bị thử vận may ở volfino sau khi đột phá thất bại vào hậu phương quân đội Nga đang tiến về con đường xanh, lực lượng Kiev quyết định thiết lập một tiền tuyến ổn định tại đây. Bằng cách này, AFU hy vọng sẽ chuyển hướng sự chú ý của Nga, lực lượng đang đột phá vào đường cao tốc Suza, Kodenevo. Kênh Thùy ba làm rõ hơn tình hình tại vùng Kurs. Theo đó, Ukraine tiếp tục nỗ lực tiến vào quận Gluskovo, tấn công các vị trí Nga gần Krasnoyarskoye, Veseloye và Medvedev. Các báo cáo về việc AFU tiến vào hai khu định cư đầu tiên không được xác nhận bằng cảnh quay kiểm soát khách quan, trong khi ở phía bắc Medvedev, UAV Nga đã tấn công một nhóm xe bọc thép Ukraine đang hướng về Gluskovo. Tại quận Kodenevo, lực lượng Moscow đang tiến vào, giành lại các ngôi làng trên lãnh thổ Nga. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát được Uspenovka nhưng vẫn chưa thể xác nhận điều này bằng các tài liệu video cũng như việc chiếm được Dardino, Tuy nhiên, thông tin đáng tin cậy khẳng định rằng các cuộc tấn công của EDF-AF vẫn tiếp tục theo hướng các khu định cư. Ngoài ra, các trận chiến vẫn đang diễn ra ở Bimoka, nằm ở phía bắc và phía đông của nó. Một chiếc xe tăng của Kainar đã bị phá hủy ở khu vực Zeleny, Siliak. Tại quận Suza, không quân Nga đang tích cực hoạt động tại các khu vực tập trung của đối phương gần Pravda và Yudnoye. Ngoài ra, cũng có các báo cáo chính thức về việc EDF-AF giành được làng Boki nhưng theo thông tin từ thực địa, có thể vẫn còn sự hiện diện dài rác của các đơn vị Ukraine ở vùng ngoại ô phía Tây. Thông tin trái ngược cũng đang xuất hiện về việc các nhóm tấn công của Nga tiến đến vùng ngoại ô Plekovo. Đoạn Spanoje, Kucherov, Ozeki đã tương đối yên tĩnh trong một thời gian dài, không có khu định cư nào được đề cập trong các báo cáo từ cả hai bên. Có khả năng, lãnh thổ này đã được quân đội Nga chiếm lại sau khi đẩy lùi các cuộc tấn công vào Gris hoặc một thời gian sau đó. Tại khu vực Noviput, UAV đã tấn công thiết bị AFU nhưng không thể xác định được chủng loại. Có nguồn tin cho rằng đó là hệ thống pháo phản lực M270 do Mỹ sản xuất, nhưng sự hiện diện của nó gần tiên tuyến, gần như vô nghĩa do nguy cơ bị tiêu diệt rất cao. Theo kênh T3, lực lượng Moscow tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ của đối phương. Các vụ nổ đã được nghe thấy, kể cả ở thủ đô Ukraine, không có cuộc tấn công nào của lực lượng Kiev ở các khu vực của Nga trong 24 giờ qua. Trên trục Aleksandro Kalinovsky, một cuộc tấn công của AFU vào nhà máy Phenol ở Novgorod đã bị đẩy lùi và bước tiến của Nga về phía trung tâm Nelepovka đã được ghi nhận. Tại khu vực Donetsk, binh sĩ Nga chiếm các vị trí ở ngoại ô phía bắc Zelani 1, trong khi giao tranh vẫn không suy giảm ở Ostroy và Maximy, yanivka Trên hướng Yudno Donetsk, lực lượng Moscow đang tiến vào khu vực Vodien và hướng tới Ukleda. Có những báo cáo chưa được xác nhận từ Ukraine về việc bắt đầu một cuộc tấn công của Nga vào thành phố trọng điểm này. Ukraine Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 16 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong vòng 24 giờ qua đã xảy ra 153 cuộc động độ, phần lớn là ở hướng Pokrovs và Kurakovs. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản là đẩy lùi các đợt xung phong của Nga tại Kharkov, Kupians, Liman, Sivers, Gramatos, Torres, Vremovsky, Odekhov và Dnipro. Ở những khu vực khác, tình hình không có thay đổi đáng kể nào. Theo hướng Pokrovsk, kể từ đầu ngày hôm nay, đối phương đã cố gắng đột phá qua các tuyến phòng thủ của Ukraine 40 lần. Hai cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Nga đang phải chịu tổn thất đáng kể. Hôm nay, 188 binh sĩ của đối phương đã bị vô hiệu hóa, trong đó có 74 người thiệt mạng. Ngoài ra, nhiều vũ khí trang bị đã bị phá hủy hoặc hư hại, báo cáo cho hay. Đối phương cũng đang phát triển mạnh theo hướng Kurakovsky với 42 lần tấn công các vị trí của chúng tôi. Theo thông tin cập nhật, 4 trận chiến đang diễn ra, Bộ Tổng tham mưu xác nhận. Các nhà phân tích thuộc kênh DeepSet có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine gọi tắt là GUR đã cập nhật bản đồ và lưu ý rằng lực lượng phòng vệ Ukraine đã khôi phục tình hình gần Toskoye ở vùng Donetsk. Báo cáo có đoạn, lực lượng phòng vệ Ukraine đã khôi phục tình hình gần Toskoye. Ngoài ra, các nhà phân tích lưu ý rằng đối phương đã tiến gần Kolesnikovka, Nevsky, Novosadovy, Novogrodokha, và pervy Không quân Ukraine trên Telegram cho biết rằng sáng ngày 17 tháng 9, lệnh báo động đỏ đã được ban bố do xuất hiện mối đe dọa đạn đạo từ Kerem. Thông báo viết mối đe dọa sử dụng đạn đạo từ Kerem. Do mối đe dọa này, một cảnh báo không kích đã được ban bố ở một số khu vực của Ukraine. Aleppo trích dẫn một nguồn tin tình báo quốc phòng cho biết, lực lượng đặc nhiệm của GUR đã tấn công một căn cứ quân sự của Nga ở vùng ngoại ô phía đông nam của Aleppo tại Syria vào chủ nhật ngày 15 tháng 9. Tại căn cứ này, quân đội Nga được cho là đã sản xuất và thử nghiệm UAV tấn công. Ngoài ra, RFAF đã sử dụng căn cứ bị tấn công để chế tạo thiết bị nổ tự chế ngụy trang, đầu đạn của chúng được cất giữ tại vị trí bị lực lượng đặc nhiệm GUR tấn công. Đoạn video do một sĩ quan trinh sát quay lại cho thấy các biểu tượng tình báo quốc phòng Ukraine gần căn cứ Nga. Ngay sau đó, một vụ nổ xảy ra tại cơ sở của Nga. Tiếp theo là tiếng nổ của đạn dược. Đoạn video cũng cho thấy các chất nổ đã được cài trước đó trong căn cứ. The Times trích dẫn các nguồn tin xác nhận anh sẽ không tự mình hành động liên quan đến việc cấp phép cho Ukraine tấn công các vũ khí tầm xa vào các mục tiêu ở Nga vì hệ thống dẫn đường của Mỹ đóng vai trò quyết định trong vấn đề này. The Times lưu ý anh sẽ không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa chống lại các mục tiêu ở Nga nếu không có sự đồng ý của Mỹ. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi London và Washington vượt qua nỗi sợ hãi và thể hiện quyết tâm về vấn đề này. Nam cựu Bộ trưởng Quốc phòng cũng đã kêu gọi Thủ tướng Anh Keir Summer hành động đơn phương, cảnh báo rằng sự chậm trễ sẽ chỉ khiến ông chủ điện Kremlin Vladimir Putin trở nên táo bạo hơn. Tuy nhiên, The Times lưu ý, anh sẽ không tự mình hành động vì hệ thống dẫn đường của Mỹ được coi là rất quan trọng để đảm bảo tên lửa sông xa đầu bắn trúng mục tiêu. Erdoğan Bradar cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ABC, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết quyết định có cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga hay không sẽ tùy thuộc vào từng đồng minh. Ông cũng nhấn mạnh rằng luôn có rủi ro trong chiến tranh, nhưng rủi ro lớn nhất đối với châu Âu là chiến thắng của Nga tại Ukraine. Tổng thư ký sắp mãn nhiệm của Liên minh này hoan nghênh các cuộc thảo luận công khai trong những ngày gần đây về khả năng cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa. Ông nói thêm, những quyết định này cần được đưa ra bởi từng đồng minh, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải tham khảo ý kiến chặt chẽ về những vấn đề này. Bình luận về mối lo ngại của một số đồng minh về nguy cơ leo thang chiến tranh ở Ukraine, Soltenberg nhắc lại rằng chúng ta đang nói về một cuộc chiến toàn diện ở châu Âu do Moscow phát động. Tổng thư ký nhấn mạnh, không có lựa chọn nào trong chiến tranh mà không có rủi ro, nhưng tôi vẫn tin rằng rủi ro lớn nhất đối với chúng ta sẽ là chiến thắng của Tổng thống Putin tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 9 thông báo quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát một loạt khu định cư ở tỉnh Kursk, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt với lực lượng Ukraine. Uspenovka, một trong các khu định cư vừa được Nga giành lại, nằm cách thị trấn rút ra 24 km về phía tây, trung tâm của cuộc đột kích của Kiev. Khu định cư còn lại Boky, cách rút ra 14 km về phía đông nam. Bộ Quốc phòng Nga cũng liệt kê 7 ngôi làng khác mà lực lượng Moscow đã giành lại. Gần đó, các đơn vị Ukraine được cho là đã bị đánh bại trong vòng 24 giờ qua, bao gồm một ngôi làng chỉ cách xuất ra 11 km về phía Nam. Tuần trước, quân đội Nga đã tuyên bố giành lại 10 khu định cư ở Kursk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Nga đã tiến hành phản công ở Kursk, đồng thời tuyên bố Kiev đã lên kế hoạch phù hợp cho cuộc phản công của Moscow. Ukraine cho biết lực lượng Kiev đã kiểm soát khoảng 100 ngôi làng ở Kursk trên diện tích hơn 1.300 km vuông sau hơn một tháng đưa quân qua biên giới. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay tuyên bố các trực thăng quân sự Ka-52M của Nga đã thực hiện các cuộc tấn công vào binh lính và thiết bị quân sự của Ukraine tại một quận biên giới ở tỉnh Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, sau khi hạ cục các binh lính và thiết bị quân sự của Ukraine, các trực thăng đã trở về căn cứ an toàn. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apti Alaudinov xác nhận các chiến binh lực lượng đặc nhiệm Akhmat đã bắt giữ 20 quân nhân Ukraine ở Kursk trong tháng qua. Ông nói thêm rằng tình hình trong khu vực đang được kiểm soát. Theo tướng Nga, NATO đang phối hợp với Ukraine trong việc thực hiện các cuộc tấn công vào Kursk. Đó là lý do tất cả các loại trang thiết bị phương Tây cung cấp cho Kiev đều đang được sử dụng ở mặt trận này. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo Ukraine đã mất 350 quân nhân và 13 xe bọc thép trong các cuộc giao tranh suốt 24 giờ qua. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch Kursk, Ukraine đã mất hơn 13.800 quân, 115 xe tăng cùng hàng loạt thiết bị quân sự khác. Cả Ukraine và Nga đều xác nhận quân đội Nga những ngày gần đây đã bắt đầu các đợt phản công ở tỉnh biên giới của Kursk. Ukraine đột kích Kursk từ ngày 6 tháng 8, nhưng phản ứng ban đầu của Nga với cuộc đột kích bị cho là tương đối yếu ớt, chủ yếu là phòng thủ. Chỉ đến gần đây, Moscow mới bắt đầu các cuộc phản công. Theo các nhà phân tích, sở dĩ đến thời điểm này, Moscow mới phản công là bởi việc tập hợp quân đòi hỏi thời gian, trong khi Nga cũng không muốn bỏ giờ đa tiến công ở miền đông Ukraine. Theo Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, Moscow đang sử dụng nhiều đơn vị với quy mô đại đội có kinh nghiệm chiến đấu hơn trước để triển khai các đợt phản công mạnh. ISW nhận định các cuộc phản công của Nga dọc theo dìa phía tây Cus có thể là một nỗ lực nhằm thiết lập thế trận thuận lợi hơn trước, một chiến dịch phản công lớn hơn để đẩy lùi quân đội Ukraine. Phương Tây lo ngại Ukraine khó chống đỡ nếu nga phản công mạnh hơn nữa. Chiến dịch đột kích Kursk đã không giúp Ukraine bao vây hay là xóa sổ các đơn vị chiến đấu của nga. Thay vào đó, Kiev đang mất đi nhiều binh sĩ, vũ khí, làm giảm khả năng chống đỡ ở những mặt trận khác. Chính phủ Nga vào ngày 16 tháng 9 tuyên bố việc Kiev mời Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đảo quốc tế ICRC đến xác minh tình hình tại các khu vực do Kiev kiểm soát ở vùng Kursk là hành động khiêu khích. Đây là một hành động khiêu khích thuần túy và chúng tôi mong đợi một đánh giá tỉnh táo. Về những tuyên bố khiêu khích như vậy, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, Trước đó trong ngày, Ukraine cho biết đã yêu cầu Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC đến xác minh tình hình tại các khu vực do Kiev kiểm soát ở vùng Kursk của Nga. Trong một tuyên bố sau khi đến thăm khu vực Sumy, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibiha cho biết ông đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao chính thức đưa ra lời mời này. Tôi đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Ukraine chính thức mời Liên Hợp Quốc và ICRC tham gia vào các nỗ lực nhân đạo ở vùng cất. Ukraine sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của họ. Ngoại trưởng CPH cho biết trên mạng X. Ngoại trưởng CPH nói thêm rằng quân đội Ukraine đang đảm bảo hỗ trợ nhân đạo cũng như là an toàn cho người dân ở Khovdorsk. Bộ Ngoại giao đã xác nhận họ đã nhận được chỉ thị như vậy trong một tuyên bố bằng văn bản. Bộ này cho biết đã gửi lời mời đến ICRC và Liên hợp quốc. Theo bộ này, họ đã yêu cầu ICRC giám sát việc Ukraine tuân thủ các nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế, theo Công ước Geneva, bao gồm việc bảo vệ nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang quốc tế. Hiện chưa rõ Liên Hợp Quốc hay ICRC đã phản ứng như thế nào hoặc liệu họ có đáp lại lời mời này hay không. Quân đội Ukraine bất ngờ xâm nhập qua biên giới và vùng Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8, tuyên bố đã tiến sâu và kiểm soát hàng chục thị trấn làng mạc ở vùng này. Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất vào ngày 16 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng nước này đã đẩy lùi quân đội Ukraine theo nhiều hướng ở khu vực Kursk. Theo đó, Nga nói rằng họ đã giành được hai khu định cư từ Ukraine, bao gồm Uspenovka, nằm cách thị trấn rút ra 24 km về phía Tây. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã liệt kê bảy ngôi làng khác mà Nga đã giành được ưu thế trong 24 giờ qua, trong đó có một ngôi làng chỉ cách rút ra 11 km về phía Nam. Theo bản cập nhật mới nhất, Nga tuyên bố về thương vong của Ukraine trong chiến dịch tấn công vùng Kursk đã lên tới 13.800 người. Ngày 16 tháng 9, Kiev đã lên tiếng phủ nhận mọi liên kết với đầu nghi phạm bị cáo buộc âm mưu ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15 tháng 9, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng đối tượng này là một người ủng hộ Ukraine và từng bày tỏ mong muốn tuyển mộ tình nguyện viên nước ngoài để chiến đấu tại đó đầu chưa bao giờ là một phần có liên quan hay có mối liên hệ với binh đoàn Lê Dương Quốc tế trong bất kỳ khả năng nào. đơn vị tập hợp các tình nguyện viên nước ngoài hỗ trợ cho lực lượng Ukraine khẳng định với Reuters. Một thành viên trong nhóm này tiết lộ với CNN rằng đâu có gửi email đề nghị tuyển mộ tình nguyện viên nước ngoài nhưng quân đội Ukraine nghĩ rằng ông ta ảo tưởng và không nghiêm túc xem xét các đề xuất. Alexander Sakuri, sĩ quan của Cục Phối hợp với người nước ngoài thuộc Bộ Tư lệnh Lục quân Ukraine, nói với CNN, chúng tôi thậm chí không trả lời, không có gì để trả lời cả. Ông ấy chưa bao giờ là một phần của binh đoàn và không hợp tác với chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào. Ông Trump đã an toàn sau vụ việc vào ngày 15 tháng 9 mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI coi là âm mưu ám sát lần thứ hai nhằm vào cựu Tổng thống khi hay ông đang chơi gôn ở West Palm Beach, Florida, Tay súng Ryan đầu, 58 tuổi đã bị bắt giữ. Đầu là người Hawaii đã được truyền thông Mỹ xác định là nghi phạm, mặc dù không được cơ quan thực thi pháp luật tiết lộ danh tính tại thời điểm xảy ra vụ việc. Tối ngày 15 tháng 9, các đặc vụ của cơ quan mật vụ Mỹ và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã khám xét một ngôi nhà ở Greensboro, Bắc Carolina, một người hàng xóm nói với Reuters là thuộc sở hữu của đầu. Theo Reuters, các cuộc phỏng vấn và bài đăng trên mạng xã hội cho thấy nghi phạm Ryan Doe là một người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và từng tới đó sau khi Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022. Bằng chứng về sự ủng hộ Ukraine của đầu nhanh chóng xuất hiện sau sự việc, bao gồm cả đoạn video ông ta trao đổi với Newsweek Romania tại Kiev vào năm 2022, nơi đâu được cho là đã dựng một căn lều với cờ của các cô gia đại diện cho các tình nguyện viên đã thiệt mạng ở Ukraine đầu khẳng định mục tiêu của ông ta là giúp tuyển mộ chiến binh nước ngoài sau khi bị từ chối phục vụ vì quá già. New York Times cũng đưa tin rằng họ từng phỏng vấn đầu hồi năm 2023 khi ông ta nói rằng đang cố gắng tuyển mộ cựu binh từ Afghanistan để đưa họ sang Ukraine. Giới chức Ukraine cho biết họ không hề liên quan tới nghi phạm và cáo buộc rằng Moscow đang tận dụng mối liên hệ nói trên cho mục đích tuyên truyền. Về phần mình, Điện Kremlin ám chỉ tới khả năng tồn tại mối liên hệ giữa âm mưu ám sát ông Trump với sự ủng hộ của Mỹ dành cho Kiev và nói rằng chơi giao sẽ có ngày đứt tay. Người đứng đầu trung tâm chống thông tin sai lệch của Ukraine, Andriy Kovalenko, nói rằng Moscow đang sử dụng âm mưu ám sát nhằm vào ông Trump để chống lại Ukraine trong lĩnh vực thông tin và một số thuyết âm mưu về dấu vết Ukraine sẽ được phát động. Theo Reuters, những hồ sơ trên X Facebook và LinkedIn mang tên thầu chứa các thông điệp ủng hộ Ukraine cũng như các tuyên bố mô tả ông Trump như một mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ. Twitter không thể xác nhận rằng các tài khoản thuộc với nghi phạm và các cơ quan thực thi pháp luật từ chối bình luận. Quyền truy cập công khai vào các hồ sơ Facebook và X đã bị gỡ bỏ chỉ vài giờ sau sự cố hôm 15 tháng 9. Âm mưu ám sát nhằm vào ông Trump xảy ra chỉ hai tháng sau khi ông bị chảy tay phải do đạn sượt qua khi một tay súng tìm cách bắn ông tại buổi vận động tranh cử ngoài trời gần Butler, bang Pennsylvania. Tay súng này đã bị các nhân viên an ninh tiêu diệt ngay sau đó. Cả hai sự kiện nơ bật thách thức trong việc bảo vệ an toàn cho các ứng cử viên tổng thống khi mà đường đua đang nóng lên ở thời điểm ngày bầu cử 5 tháng 11 chỉ còn cách hơn 7 tuần nữa tổng thống joe biden đã lập tức chỉ đạo đội ngũ của mình để đảm bảo cơ quan mật vụ mỹ có đủ nguồn lực cần thiết phục vụ công tác giữ an toàn cho ông trump liên quan tới vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nam Florida hôm 15 tháng 9. Theo báo Guardian, Cảnh sát trưởng quận Palm Beach, ông Dick Bradshaw cho biết, tại bụi cây nơi nghi phạm ẩn náu, có một khẩu súng trường kiểu AK-47 kèm kính ngắm, hai ba lô được treo trên hàng rào, bên trong có chứa gạch men và một máy quay GoPro. Các nhà phân tích bao gồm một cựu đàm phán viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI nhận định với CNN rằng có thể nghi phạm đã lên kế hoạch sử dụng ba lô làm áo giáp với gạch keramik nhét bên trong để bảo vệ khỏi đạn bắn. Thêm một nghi phạm khác được cựu phó giám đốc FBI Andrew McCabe nêu ra với CNN đó là làm thế nào nghi phạm biết rằng Trump sẽ chơi gôn vào ngày 15 tháng 9 theo giờ địa phương. Theo ông McCabe, vị trí của nghi phạm trên sân gôn cho thấy hắn biết bố cục của sân gôn và chứng tỏ vụ ám sát được lập kế hoạch ở mức độ cao. Tuy nhiên, hắn có thể chỉ may mắn khi có mặt đúng lúc ông Trump cũng hiện diện. Trước đó, như đã đưa tin, vào ngày 15 tháng 9, đội ngũ tranh cử của ông Donald Trump cho biết nhiều phát súng đã được bắn về phía ông Donald Trump khi ông đang chơi gôn tại sân gôn quốc tế Trump ở thành phố West Palm Beach, bang Florida. Song may mắn là ông vẫn an toàn. Ngay sau khi bị ám sát hụt, ông Donald Trump đã đăng thông điệp trên trang web gây quỹ của mình, khẳng định là ông vẫn an toàn, khỏe mạnh và không sợ hãi. Trong thư điện tử gửi các nhà tài trợ chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump cũng khẳng định ông sẽ không bao giờ đầu hàng. Đây là vụ ám sát thứ hai nhằm vào ông Donald Trump chỉ trong vòng hai tháng. Vụ việc này làm dấy lên những quan ngại về việc bảo vệ an toàn cho Tổng thống Mỹ hoặc ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ. Mật vụ Mỹ đang ngày càng phải đối mặt với khó khăn lớn hơn trong môi trường chính trị khó lường và có xu hướng gia tăng bạo lực. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tổng thống Joe Biden đã lên án mọi hành vi bạo lực chính trị ở Mỹ, đồng thời chỉ đạo cơ quan mật vụ Mỹ huy động mọi nguồn lực để bảo vệ ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Phó tổng thống Kamala Harris chia sẻ rằng bà vô cùng lo ngại về vụ ám sát vừa xảy ra với ông Trump. Tôi lên án bạo lực chính trị, tất cả chúng ta phải làm phần việc của mình để bảo đảm rằng sự cố này không dẫn đến thêm bạo lực. Tôi biết ơn vì cựu tổng thống Trump vẫn an toàn. Như tổng thống Biden đã nói, chính quyền Mỹ sẽ đảm bảo cơ quan mật vụ có mọi nguồn lực, khả năng và biện pháp bảo vệ cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quan trọng, bà Harris nhấn mạnh. Trong khi đó, ông Trump đã cập nhật trên trang web gây quỹ của mình bằng một thông điệp mạnh mẽ sau khi bị ám sát hụt lần thứ hai. Thông điệp của ông Trump có nội dung: Đừng sợ tôi an toàn và khỏe mạnh, không ai bị thương. Tạ ơn Chúa. Nhưng có những người trên thế giới này sẵn sàng làm mọi thứ để ngăn chặn chúng ta. Tôi sẽ không ngừng chiến đấu vì các bạn. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. Sau một tháng phản ứng hạn chế với cuộc đột kích của Ukraine vào vùng Kursk, Nga bắt đầu tăng tốc phản công, giành lại một phần lãnh thổ. Giới chức Nga và Ukraine tuần trước đều xác nhận Moscow đã bắt đầu tiến hành các đợt phản công nhằm chặn đa tiến và đẩy lui lực lượng Ukraine khỏi tỉnh biên giới Kursk. Moscow chỉ phản công mạnh sau khi Kiev đã kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ ở Kursk. Nga hiện đã giành lại hơn 10 khu định cư ở Kursk, mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định chiến dịch đột kích ở Kursk vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Theo trang tin First Post, Nga điều động gần 30.000 binh sĩ đến vùng Kurs, trong đó dường như có cả các thành viên của lực lượng quân sự tư nhân Warner được trang bị và huấn luyện tốt hơn. Lãnh đạo Chechen Damzan Kadyrov cũng tuyên bố rằng đơn vị lực lượng đặc biệt Chechen đang có mặt trong khu vực, do vậy không cần rút quá nhiều nguồn lực từ chiến trường Donetsk, Nga vẫn có thể gài bẫy được lực lượng Ukraine và trang thiết bị phương Tây dồn đến Kurs. Dây thong lọng sẽ thắt chặt trong những ngày tới. Chiến lược của Nga trong cuộc xung đột là có phương pháp và có tính toán. Họ cho phép các thiết bị NATO mới mua và lực lượng Ukraine vừa được huấn luyện di chuyển vào khu vực Kursk mà không làm giảm tiến độ thực hiện cuộc tấn công Donetsk, nơi bộc lộ những điểm yếu của Ukraine. Trong khi Pokrovsk có nguy cơ thất thủ, chiến dịch đột kích của Ukraine ở Kursk cũng đứng trước viễn cảnh hụt hơi. Ở Kursk, các lực lượng Ukraine đang bị mắc kẹt cùng với các thiết bị phương Tây khiến họ có nguy cơ bị bảo vây tổn thất nhân lực và thiết bị ở Kursk có thể cản trở khả năng của Ukraine tiến hành các chiến dịch quân sự quy mô lớn trong tương lai. Điều này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến vị thế của Ukraine trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào. Ukraine mở chiến dịch đột kích Kursk từ đầu tháng 8 vào thời điểm nước này đang phải vật lộn để bảo vệ các thị trấn và thành phố trọng điểm ở miền Đông với nguồn nhân lực và vũ khí hạn chế. Quyết định liều lĩnh của Kiev kéo căng tuyến phòng thủ của Ukraine ở miền Đông, hơn nữa tạo cơ hội cho Nga khai thác những lỗ hổng. Điều còn lại là phải xem liệu cuộc phản công hiện tại của Nga có phải là bước đầu tiên nhằm tiến tới một cuộc phản công toàn diện hay chỉ là nỗ lực thăm dò thực địa cho một chiến dịch khác trong tương lai. Dù ý định của Nga là gì, các cuộc tấn công vào khu vực Kursk cũng sẽ làm tăng áp lực chung lên lực lượng phòng thủ Ukraine vì cuộc tấn công dữ dội của họ cũng đang tiếp tục diễn ra ở khu vực Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk. Nếu Nga thành công trong việc giành lại lãnh thổ, nước này có thể tước đi lợi thế át chủ bài của Ukraine trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào sau đó. Nó cũng có thể thay đổi quan điểm cho rằng chiến dịch Kursk là một thành công lớn đối với Ukraine, một động lực rất cần thiết để nâng cao tinh thần lực lượng trong bối cảnh hiện tại. Shafron đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cố gắng chấn an những đồng minh phương Tây của mình khi tuyên bố rằng mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch ở khu vực Kursk, nhưng gọng kim phản công của Nga đang thu hẹp lực lượng Ukraine trên lãnh thổ nước này. Trong những ngày qua, lực lượng Nga đã giành lại quyền kiểm soát thêm một số khu định cư ở các sườn khác nhau. Nhờ vào cuộc tấn công thành công, hệ thống phòng thủ yếu kém của Ukraine đã bị phá hủy ở quận Kodenevo của khu vực. Vào ngày 16 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức xác nhận quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng biên giới Uspenovka. Lực lượng Nga cũng đã phát động một cuộc tấn công vào Liubimovka và giành quyền kiểm soát Dariino nằm ở sơn phía đông của sông Snagos. Cùng lúc đó, các cuộc phản công của Nga đã mang lại chiến thắng ở sơn phía đông của chiến trường Kursk. Quân đội Nga chính thức xác nhận quyền kiểm soát bầu kỳ các cuộc tấn công của quân Ukraine theo các hướng khác nhau xung quanh già bị đẩy lùi và gây thêm nhiều tổn thất cho quân đội Ukraine. Do Nga tiến quân dọc theo biên giới xung quanh thành trí chính của Ukraine ở Shuzha, quân đội Ukraine chỉ còn một con đường lớn để liên lạc và tiếp tế quân sự trên lãnh thổ Nga. Con đường này nằm giữa Shuzha và vùng Sumi của Ukraine và hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của hòa lực Nga. Kế hoạch của thiên tài quân sự vĩ đại Zelensky có lẽ là tấn công vào phía sau quân đội Nga đang tiến quân ở khu vực Kursk, nhưng kế hoạch của ông đã không thành công như dự tính. Trong những ngày gần đây, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng thực hiện một số cuộc tấn công vào khu vực biên giới gần Veseloy ở quận Golushkovsky. Lực lượng Ukraine đã cố gắng giành lại chỗ đứng tại nhà ga đường sắt địa phương ở hậu phương Nga, nhưng họ đã được lực lượng Nga trao đón và chặn lại bằng những trận chiến ác liệt quân đội Nga biết rõ về các kế hoạch của Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine sau một loạt các cuộc tấn công chính xác bằng hệ thống NATO vào các cây cầu của Nga bắc qua sông Xem, bắt đầu từ một tháng trước. Nhiều tuần trì hoãn các cuộc tấn công trên bộ của Ukraine qua biên giới tại quận Glubskovki đã mang lại cho quân đội Nga nhiều thời gian để tăng cường phòng thủ. Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất một số đơn vị có kinh nghiệm trong hơn một tháng giao tranh ác liệt ở khu vực Kurs. Giữa những tổn thất nặng nề, Bộ Chỉ huy Ukraine bắt đầu ném những người lính chưa qua đào tạo mới bị bắt trên đường phố vào cuộc chiến. Việc mất đi lực lượng dự bị lớn cần xuất ra, quân đội Ukraine buộc phải tập hợp lại và cố gắng tấn công mới theo các hướng khác ở khu vực Kurs. Theo TASS, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới của Nga, thiệt hại của Kenya đã lên tới hơn 13.800 quân nhân, 115 xe tăng, 44 xe chiến đấu bộ binh, 91 xe bọc thép chở quân, 729 xe chiến đấu bọc thép, 439 xe, 98 khẩu pháo, 28 bệ phóng tên lửa đa nòng, 2 xe vận chuyển và nạp đạn, 26 trạm radar, 7 radar chống pháo, 2 radar phòng không và 13 thiết bị công binh, bao gồm 7 xe phá hủy công binh và một đơn vị gia phá bom mìn UR-77. Theo hãng tin AT, Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 16 tháng 9 thông báo, quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát một loạt khu định cư ở vùng biên giới Kursk. Các cuộc giao tranh khốc liệt với lực lượng Ukraine tại đây tiếp tục diễn ra theo nhiều hướng. Trong số các khu định cư, Nga vừa giành được quyền kiểm soát có Uspenovka nằm cách thị trấn Susa, trung tâm của đột kích xuyên biên giới của Ukraine, 24 km về phía Tây. Khu định cư còn lại là Boky, nằm cách Susa, 14 km về phía Đông Nam. Bộ Quốc phòng Nga cũng liệt kê 7 ngôi làng khác mà lực lượng Moscow đã giành lại. Gần đó, các đơn vị Ukraine được cho là đã bị đánh bại trong vòng 24 giờ qua, bao gồm một ngôi làng chỉ cách Susa 11 km về phía Nam. Ngoài ra, quân đội Nga đã đẩy lùi 5 đợt phản công của Ukraine về phía Biakovo, Bolsaya, Obukhovka, Viktorovka, Lyubimovka và Malaya loknia Ba nỗ lực khác của quân đội Ukraine nhằm đột nhập biên giới gần các khu định cơ Krasnusiapsky, Veseloye và Medvedye cũng đã bị ngăn chặn. Các đơn vị của cụm chiến đấu phía Bắc đã đánh bại các đội hình Ukraine gần Lubimovka, Novoivanovka, Dadyino, Nikolo Dadino Tonsiluk, Plekovo và Pokrovsky. Máy bay phản lực của Nga tấn công vào các lực lượng nhân lực và thiết bị của Ukraine ở khu vực Kursk và tấn công vào lực lượng dự bị của Ukraine ở khu vực Sumy. Trong ngày, Ukraine mất hơn 350 quân nhân và 13 xe bọc thép, bao gồm 2 xe tăng và 11 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 2 khẩu pháo, 3 khẩu cối, 2 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm một khẩu M270 MLRS do Mỹ sản xuất và 8 xe quân sự. Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới của Nga, thiệt hại của Kenya đã lên tới hơn 13.800 quân nhân, 115 xe tăng, 44 xe chiến đấu bộ binh, 91 xe bọc thép chở quân, 729 xe chiến đấu bọc thép, 439 xe quân sự. 98 khẩu pháo, 28 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 7 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất, 8 bệ phóng tên lửa phòng không, 2 xe vận chuyển vật nạp đạn, 26 trạm radar, 7 radar chống pháo, 2 radar phòng không và 13 thiết bị công binh, bao gồm 7 xe phá hủy công binh và một đơn vị gia phá bom mìn UR-77. Tuần trước, quân đội Nga cũng từng tuyên bố giành lại 10 khu định cư ở Kursk, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Nga đã tiến hành phản công ở Kursk, đồng thời khẳng định quân đội nước này đã lên kế hoạch phù hợp cho cuộc phản công của đối phương. Ukraine phát động chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8 và đã đạt được những thành tựu nhất định ở giai đoạn đầu. Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng hoạt động này là giai đoạn của kế hoạch chiến thắng mà ông dự định sẽ trình bày lên chính phủ Mỹ và tổng thống Joe Biden để xem xét trong tháng này. Giai đoạn thứ hai mà Ukraine nhắm tới là vị trí chiến lược của Ukraine trong cơ sở hạ tầng an ninh thế giới. Giai đoạn thứ ba là có biện pháp mạnh mẽ buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh theo đường lối ngoại giao. Và giai đoạn thứ tư là khôi phục kinh tế Ukraine. Ông Zelensky nhấn mạnh hỗ trợ của Mỹ là rất quan trọng để kế hoạch này có thể thực hiện thành công. Kế hoạch này đồng thời cũng sẽ được chia sẻ với hai ứng cử viên tiềm năng cho vị trí tổng thống Mỹ năm 2024 là Phó tổng thống Kamala Harris đại diện cho Đảng Dân chủ và cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đại diện cho Đảng Cộng hòa. Các lựa chọn trả đũa của tổng thống Nga Vladimir Putin có thể bao gồm tấn công các tài sản quân sự của anh gần Nga hoặc trong trường hợp cực đoan là tiến hành một cuộc thử hạt nhân nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công Nga, Reuters dẫn lời ba nhà phân tích, khi căng thẳng liên quan đến Ukraine bước vào giai đoạn mới và nguy hiểm, thủ tướng Anh Keir Starmer và tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc thảo luận về khả năng cho phép Kyiv sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa của Mỹ hay tên lửa Storm Shadow của Anh nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga hay không. Tổng thống Putin trong lời cảnh báo đanh thép nhất từ trước cho đến nay đã tuyên bố phương Tây sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến với Nga nếu tiến hành động thái như vậy. Vào tháng 6, ông Putin đã nói về khả năng trang bị vũ khí của Nga cho các nước thủ địch với phương Tây để tấn công các mục tiêu của phương Tây ở nước ngoài và triển khai tên lửa có phạm vi tấn công nhằm vào Mỹ và các đồng minh châu Âu. Ulrich Kuen, chuyên gia về vũ khí tại Viện Nghiên cứu Hòa bình và Chính sách An ninh ở Hamburg, cho biết không loại trừ khả năng Nga sẽ thử vũ khí hạt nhân để đe dọa phương Tây. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn, đây sẽ là sự leo thang xung đột mạnh mẽ. Ông quên cho biết Nga đã không tiến hành thử vũ khí hạt nhân kể từ năm 1990, một năm trước khi Liên Xô sụp đổ và một vụ nổ hạt nhân sẽ báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên nguy hiểm hơn. Chuyên gia an ninh J.H. Mangot tại Đại học Innsbruck ở Áo nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông cũng nghĩ rằng có thể xảy ra khả năng này mặc dù theo quan điểm của ông là không cao. Người Nga có thể tiến hành một cuộc thử hạt nhân, có thể cho nổ một vũ khí hạt nhân chiến thuật ở đâu đó phía đông đất nước, ông nói. Nga là cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới và cũng đang trong quá trình sửa đổi học thuyết hạt nhân để phù hợp với thực tế hiện nay. Điều này đã được thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov xác nhận ngày 24 tháng 6 năm nay. Trong trường hợp của Anh, nếu London cho phép Kiev bắn tên lửa Storm Shadow vào Nga, Moscow có khả năng đóng cửa Đại sứ quán Anh tại Nga và Đại sứ quán Nga tại London, tấn công máy bay không người lái và máy bay chiến đấu của Anh gần Nga, ví dụ như trên Biển Đen, và có thể bắn tên lửa vào máy bay chiến đấu F-16 mang tên Storm Shadow tại các căn cứ của họ ở Romania và Ba Lan. Cựu cố vấn Điện Kremlin sẽ gây mắc cốp dự đoán. Ngoài ra, những phản ứng dễ đoán hơn có thể bao gồm việc Nga tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine ông Ulrich Kuen cho biết, ông Mangot dự đoán Kiev sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ phản ứng quân sự của Nga nếu phương Tây bật đèn xanh cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa. Mangot cho biết, mối nguy hiểm đối với phương Tây là họ không biết đâu là ranh giới đỏ thực sự của Tổng thống Putin. Ông nói, việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây được hỗ trợ bằng hình ảnh vệ tinh phương Tây và các cố vấn quân sự phương Tây là điều xâm phạm rất chặt chẽ đến các lợi ích quan trọng của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các phi hành đoàn điều khiển trực thăng Ka-5M của Nga đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào quân nhân và thiết bị quân sự của Ukraine tại một quận biên giới thuộc vùng Kursk. Trích dẫn tuyên bố cho biết các phi hành đoàn trên trực thăng Ka-5M đã thực hiện một cuộc tấn công bằng đạn dược hàng không vào quân đội Ukraine và thiết bị bọc thép tại một quận biên giới thuộc Kursk. Cũng theo báo cáo, sau khi loại bỏ binh lực và thiết bị quân sự của Ukraine, các phi hành đoàn đã trở về căn cứ an toàn. Trong khi đó, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật tác chiến của Nga đã đánh bại lực lượng dự bị của 7 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tại 11 khu định cư ở vùng Sumy trong vòng 24 giờ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng tên lửa và không quân tác chiến đã tiến hành các cuộc tấn công vào các khu vực tập trung ở vùng Sumi và lực lượng dự bị của các lữ đoàn tấn công cơ giới số 21, 22 và 41 và lữ đoàn tấn công đường không số 82 của lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 1 cũng như số 103 và 106 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực định cư Belopolie, Vodolazi, Zurabka, Obody, Katerinovka, Rikki, Pavlovka, Sotnovka, Sumy, Khoten, Yunakovka, và Yampol. Nga và Ukraine đã tiến hành một cuộc trao đổi tù nhân lớn vào hôm 14 tháng 9, gồm tổng cộng là 206 người. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tất cả 103 người Ukraine trở về đều là quân nhân, những binh sĩ không giấu được niềm hạnh phúc trong cuộc gọi với những người thân yêu. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video ghi lại cảnh những quân nhân trở về trên một chiếc xe buýt ở một địa điểm không được tiết lộ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các binh sĩ Nga được thả đợt này là những người bị bắt trong cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk từ ngày 6 tháng 8. Phía Nga cho biết việc trao đổi tù nhân diễn ra sau khi có sự làm trung gian của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các quân nhân Nga được trao trả, được đưa đến Belarus, nơi họ được cung cấp hỗ trợ tâm lý và y tế cần thiết, cũng như có cơ hội liên lạc với người thân. Nga và Ukraine đã thực hiện nhiều đợt trao đổi tù binh trong xung đột kéo dài hơn 2 năm, thường thông qua thỏa thuận do UAE, Ả Đập Xê Út hoặc Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Ba tuần trước, Nga và Ukraine đã trao đổi một số lượng là 115 người mỗi bên. Cuộc trao đổi tù binh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng xung đột gia tăng. Các quan chức Nga gần đây đã đưa ra lời đe dọa với phương Tây và Kajib về việc leo thang chiến tranh vượt ngoài tầm kiểm soát. Trong khi đó, các lãnh đạo phương Tây cũng đang thảo luận câu hỏi có nên cho phép Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hay không. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Washington vào hôm 13 tháng 9. Không nhà lãnh đạo nào đề cập đến vấn đề tên lửa tầm xa với các phóng viên sau cuộc họp, nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cáo buộc quyết định đã được đưa ra và thông báo cho Kajib. Hãng thông tấn nhà nước Nga AIA dẫn lời ông Tuyapkov nói rằng và chúng tôi sẽ phản ứng theo cách không mấy dễ chịu. Trong khi cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, đã viết trên ứng dụng Telegram về việc biến Kyiv thành một điểm khổng lồ, xám xịt và tan chảy. Ukraine cho biết các cuộc tấn công tầm xa có vai trò quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn cuộc xâm lược của Moscow nhưng cho đến nay các đồng minh vẫn chưa muốn cho phép họ làm như vậy với lý do lo ngại leo thang căng thẳng, trong khi cũng nghi ngờ năng lực của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các phi hành đoàn điều khiển trực thăng Ka-52M của Nga đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào quân nhân và thiết bị quân sự của Ukraine tại một quận biên giới thuộc vùng Kursk. Trích dẫn tuyên bố cho biết các phi hành đoàn trên trực thăng Ka-52M đã thực hiện một cuộc tấn công bằng đạn dược hàng không và quân đội Ukraine và thiết bị bọc thép tại một quận biên giới thuộc Coss Cũng theo báo cáo, sau khi loại bỏ binh lực và thiết bị quân sự của Ukraine, các phi hành đoàn đã trở về căn cứ an toàn. Trong khi đó, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật tác chiến của Nga đã đánh bại lực lượng dự bị của 7 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tại 11 khu định cư ở vùng Sumy trong vòng 24 giờ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng tên lửa và không quân tác chiến đã tiến hành các cuộc tấn công vào các khu vực tập trung ở vùng Sumi và lực lượng dự bị của các lữ đoàn tấn công cơ giới số 21, 22 và 41 và lữ đoàn tấn công đường không số 82 của lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 1 cũng như số 103 và 106 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực định cư Belopolie, Vodolazi, Zurabka, Obody, Katerinovka, Rikki, Pavlovka, Sotnovka, Sumy, Khoten, Yunakovka, Yachebinoe và Yampon. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin sau nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đột phá qua biên giới vào khu vực Kursk của Nga đã bị đẩy lùi trong vòng 24 giờ qua. Bộ này cho biết với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, sáu nỗ lực của đối phương nhằm đột phá biên giới Nga theo hướng các khu định cư Noviput, Veseloye và Medvezi đã bị đẩy lùi. Đối phương mất tới 60 người, 3 xe tăng, 1 xe bọc thép chở quân và 5 xe chiến đấu bọc thép. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, 7 quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đã đầu hàng Nga tại khu vực Kursk trong 24 giờ qua. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất thêm hơn 300 quân nhân và 22 xe bọc thép ở khu vực Kursk. Tổng cộng trong cuộc giao tranh theo hướng Kursk, Kiev đã mất hơn 13.400 quân, 113 xe tăng, 44 xe chiến đấu bộ binh, 91 xe bọc thép chở quân và 718 xe chiến đấu bọc thép. Ngoài ra, Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục tấn công theo hướng cất. Trích dẫn tuyên bố mới nhất, các đơn vị thuộc cụm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục các hoạt động tấn công và gây tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn Cơ giới số 22, 41, 61 và 115, Lữ đoàn Thiết giáp số 17, Lữ đoàn Tấn công Đường không số 82 và 95, và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 112 và 129 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực định cư Lyubimovka, Novoivanovka, Darino, Nikolaevo, Darino, Pokrovsky và Boki. Ngày 14 tháng 9, quân đội Ukraine tiếp tục vượt qua các cánh đồng phía nam Tetkino và phía bắc Suza, chiếm được một số ngôi làng thuộc quận Goloskovsky ở vùng Kursk trên lãnh thổ Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ xác nhận, cảnh quay định vị địa lý được công bố vào ngày 13 tháng 9 cho thấy lực lượng Kiev hoạt động ở Veseloye, phía tây nam Gluskovo, và một nhà quan sát quân sự người Nga tuyên bố rằng Ukraine đã chiếm được thị trấn này. Một số nguồn tin Nga cũng tuyên bố rằng quân đội Ukraine AFU đã tiến về phía tây Medvedev, phía tây nam Glusk và vào các cánh đồng phía nam Tetkino, cách Gluskovo khoảng 25 km về phía tây nam, dọc theo biên giới với tỉnh Sumy. Những nguồn tin trên khẳng định rằng AFU tiếp tục tấn công gần Medvedev, Veseloye, Obukhovka, ngay phía nam Veseloye và Noviput, phía nam Veseloye hôm 13 và 14 tháng 9. Các nhà quan sát người Nga khẳng định Trung đoàn Dù số 56 thuộc Sư đoàn Đổ bộ Đường không số 7 và Sư đoàn Dù 106 của Moscow đang đẩy lùi nhiều đợt xung phong của quân đội Ukraine ở quận Gluskovsky vào ngày 14 tháng 9, lực lượng Kiev tiếp tục tiến về phía Bắc Suza trong bối cảnh các cuộc tấn công đang diễn ra dọc theo toàn bộ tuyến đầu ở Khu vực Kurs. Một blogger quân sự người Nga khẳng định rằng AFU đã chiếm được Chekaskoye, Porechnoye, phía Bắc ra. Lực lượng Moscow gần đây đã chiếm lại lãnh thổ ở Khu vực Kurs và tiếp tục phản công vào ngày 14 tháng 9. Các cảnh quay định vị địa lý được công bố hôm 13 tháng 9 cho thấy quân đội Nga đã tiến vào phía tây Lui bimokka trong một cuộc tấn công cơ giới quy mô đại đội và một blogger người Nga tuyên bố rằng lực lượng của họ đã tiến đến rìa phía tây nam của Lui cũng như vào các cánh đồng phía tây bắc Darino, nam Lui Bimovka. Hình ảnh địa vị địa lý được công bố vào ngày 14 tháng 9 cho thấy bộ binh từ lữ đoàn hải quân đánh bộ 810 của Nga, hạm đội Biển Đen, quân khu phía Nam hoạt động ở trung tâm Boki, phía đông nam sút ra, cho thấy lực lượng Moscow gần đây đã tiến sâu hơn vào thị trấn. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo vào ngày 14 tháng 9 của ISV Thứ nhất, các quan chức và nguồn tin Ukraine cho biết cuộc xâm nhập khu vực Kursk của Ukraine đã khiến chính quyền Nga phải tăng gấp 3 lần số lượng binh sĩ ở khu vực Kursk. Thứ hai, Ukraine và Nga đã tiến hành trao đổi tù binh vào ngày 14 tháng 9. Đây là cuộc trao đổi tù nhân thứ ba kể từ khi chiến dịch Kursk nổ ra, dường như có tác động ngắn hạn là tăng động lực để Nga tham gia trao đổi tù nhân. Thứ ba, một số chỉ huy chiến trường của Nga tiếp tục đưa ra các quyết định làm giảm chất lượng chung của lực lượng, ủng hộ chiến thuật tấn công trực diện do bộ binh chỉ huy hơn là đào tạo các chuyên gia kỹ thuật, những người sẽ giúp quân đội Nga áp dụng tốt hơn công nghệ và đổi mới chiến trường vào chiến đấu. Thứ tư, gần đây quân đội Nga đã có những bước tiến được xác nhận gần chasopya Poklovs và Upleda. Thứ năm, quân đội Nga được cho là đang sửa chữa các phương tiện Ukraine thời Liên Xô bị bắt giữ để bổ sung cho các đơn vị của mình. Kênh Military Summary đưa tin, giao tranh ác liệt đang diễn ra dọc theo toàn bộ chiến tuyến từ Upleda-Vuleda ở miền đông Ukraine đến khu vực Kursk trên lãnh thổ Nga, một chi tiết quan trọng và nổi bật nhất trong tuần qua là việc lực lượng Kiev đang rút lui khắp mọi nơi. Mặt trận Kursk đang ngày càng trở nên năng động hơn. Các cuộc phản công của quân đội Nga, EDF-AF, chủ yếu diễn ra ở phía tây vùng Kursk. Tuy nhiên, phía bắc và phía đông, giao tranh cũng vô cùng quyết liệt. Lực lượng Kiev tiếp tục quét sâu vào Gluskova nhằm mở một mũi tấn công mới để thu hút đối phương, giảm áp lực cho hướng tấn công chính tại kupians hoạt động vẫn diễn ra mạnh mẽ đặc biệt là xung quanh sinkipka và pishane tại ngôi làng makipka rfaf đã đột phá được một bước nhỏ dọc theo các cánh đồng ở phía bắc trên hướng pokrov các hoạt động đã ít hơn trước trong những ngày gần đây ngôi làng ukraine đã nổi lên thành tâm điểm chú ý nơi quân đội ukraine afu bị bao vây và được cho là đang nỗ lực phá vòng vây để tháo chạy về phía Upleda Vuleda, những hình ảnh định vị địa lý mới cho thấy lực lượng Moscow đã chiếm được các vị trí dọc theo các cánh đồng xa hơn về phía đông Vô Điền. Tại đây, thiết bị kỹ thuật của Nga đang sơ tán các xe tăng và xe bọc thép chở quân bị phá hủy hoặc hư hỏng. Quân đội Nga đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho chiến dịch tấn công gia Mùa thu năm nay chắc chắn sẽ rất nóng bỏng. Bên cạnh đó, một số nguồn tin Ukraine báo cáo rằng hoạt động của RF-AF gia tăng theo hướng Kherson. Hình ảnh định vị địa lý cũng cho thấy lực lượng Moscow đang tiến hành thêm các cuộc tấn công sau khi vượt sông Dnipro. Kênh Ridovka cho biết lực lượng Moscow đang phản công mạnh trên khu vực biên giới Kursk và đẩy lùi các mũi xung kích của đối phương tại khu vực Kluskova. Cụ thể, trong tuần qua, RFAF trong cuộc phản công quy mô lớn đã giành lại hàng chục khu định cư thuộc vùng Kursk, bao gồm Godievka, Snagos và Obukhovka đến giữa ngày 15 tháng 9, các video xuất hiện xác nhận việc Ukraine thất thủ tại Lángbuki, quận Sutianski. Mục tiêu cuối cùng của lực lượng Moscow là con đường xanh, hay chính xác là đường cao tốc Rien Sutia đi qua nó. AFU đã cố gắng ngăn cản bước phát triển xa hơn của Nga và tấn công vào quận Kurskova lân cận theo hướng Kurakhovsky. RFAF đã đánh bật đối phương khỏi Ukraine. Điều này được thực hiện sau khi họ đột nhập vào thành phố từ phía Nam và hội quân trong trung tâm thành phố với các đơn vị bạn tấn công từ Lesoka. Ngoài ra, lực lượng Moscow đã kiểm soát Zelanoe, Pevoe và giành được chỗ đứng trên khu vực ngoại ô Goniak. Tại Torres, binh sĩ Nga đã chiếm giữ bãi thải của mỏ Novaya, tiểu khu số 1 và Ik-2, Trong khi đó, gần Upleda, họ đã chính thức kiểm soát Vodien. Theo kênh Tuy Bà, tại Bắc Mớt, Atemops, lực lượng Moscow đang thọc sâu vào hàng phòng ngự của đối phương trên nhiều khu vực cùng lúc. Các đơn vị của Nga đã tìm cách mở rộng vùng kiểm soát cả khu vực Grigorovka lẫn phía Bắc và phía Tây Kalechivka. RFAF đã đánh bật lực lượng Kiev ra khỏi một số vị trí phía Bắc, Zelenodrozhi, hồi sinh khu vực đóng quân của mặt trận. Dựa trên các đặc điểm địa lý của khu vực và thông tin từ nhiều nguồn, có thể nói rằng hiện tại, bước phát triển của quân đội Nga lớn hơn đáng kể so với những gì có thể xác nhận bằng các cảnh quay hiện có. Ở Tây Nam Grigorovka, lực lượng Moscow đã đạt được tiến bộ đáng kể, kiểm soát một khu rừng và cắt đứt một trong những con đường dẫn đến ngôi làng. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố kiểm soát khu định cư ở phía Nam, RFAF vượt qua kênh Siversk-Donetsk, Donbass và giành được một phần đáng kể Kalinovo, củng cố vị trí trong các tòa nhà trung cư. Ngôi làng đã trở thành địa điểm giao tranh ác liệt do tầm quan trọng của nó đối với lực lượng Kiev. Việc Nga chiếm giữ các vị trí trong khu vực này sẽ cho phép họ tiến hành một cuộc tấn công về phía Nam vượt qua các chiến tuyến của đối phương tại tiểu khu Oktyapsky thuộc thành phố Chasovya lực lượng Moscow đang dọn sạch các vị trí Ukraine một cách có phương pháp, sử dụng mọi phương tiện sẵn có. Một binh sĩ Nga đã tập kích cứ điểm của Ukraine nằm trong một đường ống dưới cầu đường sắt bằng cách ném chiếc ba lô có chứa mìn chống tăng vào bên trong. Bất chấp mối nguy hiểm nhất định khi sử dụng mìn chống tăng theo cách này, chiến thuật này ngày càng trở nên phổ biến trong các nhóm xung kích Nga. Ở tây bắc Kleschivka, Bộ Chỉ huy Nga đang tiến hành một cuộc tấn công với mục đích đánh bật đối phương khỏi bờ cháy và tiến tới lòng kênh trên một mặt trận rộng lớn. Trong loạt trận chiến, RF-AF đã đánh bật đội hình Ukraine ra khỏi một số vành đai rừng. Bây giờ họ phải đối mặt với nhiệm vụ tấn công các vị trí của AFO trong khu rừng phía tây, kiểm soát những vị trí cần thiết để vượt kênh ở một số nơi. Đồng thời, lực lượng Moscow thường xuyên tấn công cơ sở hạ tầng quân sự phía sau phòng tuyến của đối phương. Hôm 14 tháng 9, không quân Nga đã tập kích một kho vận chuyển ở Konstantinovka. Theo một số thông tin, cơ sở này được sử dụng làm căn cứ sửa chữa và lưu trữ các thiết bị của AFO. Diễn biến mới trên hướng Pokrovsk cho thấy có lẽ Ukraine đã rút bớt quân từ hướng Kursk về đây để mở một cuộc phản công giành lại Krasnoyarsk và Khrushchev. Quân đội Nga được cho là đã tạm thời rút khỏi hai nơi này, tuy nhiên hướng phát triển của AFU lại trở thành thế bị bao vây ba mặt, rất dễ bị tiêu diệt toàn bộ. Ukraine đã đưa tin, báo cáo vào tối ngày 15 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày Chủ nhật đã xảy ra 137 cuộc giao tranh với số lượng trận chiến lớn nhất xảy ra trên hướng Pokrovsk và Kurakovsk. Báo cáo có đoạn, Nga đã thực hiện 56 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, thả 83 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn sử dụng 428 UAV và tiến hành gần 2.800 cuộc tấn công bằng các loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, AFU đã bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của đối phương tại Kharkov, Kupiansk, Liman, Sivers, Kramatorsk, Torres, Vremovsky và Dnipro. Tại Pokrovsk, Nga đã tấn công 34 lần, AFU đã đẩy lùi 31 cuộc tấn công, 3 cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra. Trong ngày, 230 binh sĩ đối phương đã bị vô hiệu hóa theo hướng này, trong số đó có 89 người thiệt mạng. Theo hướng Kudakhovsky, đối phương cũng thực hiện 34 nỗ lực đột phá qua hàng phòng thủ của Kenya. 27 cuộc giao tranh đã hoàn thành và 7 cuộc khác vẫn đang tiếp diễn, báo cáo cho hay. Các nhà phân tích thuộc kênh Dipset có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, gọi tắt là GUR, đã cập nhật bản đồ vào sáng ngày 16 tháng 9, lưu ý rằng quân đội Nga đã có những bước tiến được ghi nhận gần các khu vực đông dân cư của vùng Donetsk, đặc biệt là gần Ukleda. Báo cáo viết, đối phương đã có những bước tiến gần Kolesnikovka, Katerinovka, Vodianoye, Ukleda, Spinoe và Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo người Mỹ là Farid Zakira, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông vẫn chưa có sự cho phép của Mỹ để tấn công bằng vũ khí tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga, nhưng Moscow đã rút máy bay của mình ra xa hơn. Ông nói chúng tôi đã họp với các quan chức Mỹ, tôi đã nói chúng tôi đã chờ quá lâu, bây giờ Nga đã bắt đầu rút máy bay của mình khỏi phạm vi 100 km, 150 km, 300 đến 500 km, sau đó tôi sẽ nói với các bạn rằng bây giờ chúng ta cần thêm giấy phép. Khi được nhà báo hỏi, liệu Kiev đã nhận được sự cho phép của Washington để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga hay chưa? Ông Zelensky trả lời: "Chưa, vẫn chưa." Trước đó, theo Reuters, ban đầu Ukraine đã yêu cầu Mỹ nhất trí cho họ sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa để tấn công các căn cứ không quân của Nga, nhưng hiện các mục tiêu tiềm năng cho các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine, bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự của Nga, các kho nhiên liệu và vũ khí và các khu tập trung quân đội đã được Moscow sơ tán. Vào ngày 31 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov xác nhận trong một cuộc họp với các quan chức Mỹ cấp cao, ông đã đệ trình một danh sách các mục tiêu mà Kiev muốn tấn công bằng tên lửa ATACMS tầm xa của Mỹ. Vào ngày 12 tháng 9, ông chủ điện Kremlin Vladimir Putin tuyên bố việc cho phép Ukraine bán tên lửa của phương Tây vào Nga có nghĩa là NATO và các nước châu Âu sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng do thiếu vũ khí, Ukraine vẫn chưa thể trang bị cho 4 trong số 14 lữ đoàn cần được huấn luyện. Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng đầu tiên mọi thứ đang diễn ra rất chậm về cung cấp viện trợ từ các đối tác. Thứ hai, chúng ta cần chuẩn bị 14 lữ đoàn, chúng ta vẫn chưa hoàn thành và chúng ta thậm chí còn chưa trang bị cho 4 trong số các lữ đoàn này. Ông Zelensky lưu ý rằng, trong thời gian tạm dừng kéo dài 8 tháng trước quyết định tích cực của Quốc hội Mỹ về việc cung cấp viện trợ cho Ukraine, tất cả các lực lượng dự bị đã được sử dụng. Ông nói, chúng tôi đã sử dụng mọi thứ có thể, chúng tôi đã chuyển giao những gì chúng tôi có trong lực lượng dự bị, những gì chúng tôi có trong kho hoặc trong các lữ đoàn dự bị mà chúng tôi cần hiện nay. Chúng tôi đã lấy tất cả vũ khí mà họ có. Ngày 14 tháng 9, quân đội Ukraine tiếp tục vượt qua các cánh đồng phía nam Tetkino và phía bắc Suza, chiếm được một số ngôi làng thuộc quận Gluskovsky ở vùng Kursk trên lãnh thổ Nga. Viện nghiên cứu chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ xác nhận cảnh quay định vị địa lý được công bố vào ngày 13 tháng 9 cho thấy lực lượng Kiev hoạt động ở Veseloye, phía tây nam Gluskovo và một nhà quan sát quân sự người Nga tuyên bố rằng Ukraine đã chiếm được thị trấn này. Một số nguồn tin Nga cũng tuyên bố rằng quân đội Ukraine AFU đã tiến về phía tây Medvedev, phía tây nam Glus và vào các cánh đồng phía nam Tetkino, cách Gluskovo khoảng 25 km về phía tây nam, dọc theo biên giới với tỉnh Sumy. Những nguồn tin trên khẳng định rằng AFU tiếp tục tấn công gần Medvedev, Veseloje, Obukhovka, ngay phía nam Veseloje và Novipud, phía nam Veseloje, hôm 13 và 14 tháng 9. Các nhà quan sát người Nga khẳng định, Trung đoàn Dù số 56 thuộc Sư đoàn Đổ bộ Đường không số 7 và Sư đoàn Dù 106 của Moscow đang đẩy lùi nhiều đợt xung phong của quân đội Ukraine ở quận Gluskovsky. Vào ngày 14 tháng 9, lực lượng Kiev tiếp tục tiến về phía Bắc Suza trong bối cảnh các cuộc tấn công đang diễn ra dọc theo toàn bộ tuyến đầu ở khu vực Kurs. Một blogger quân sự người Nga khẳng định rằng AFU đã chiếm được Chekaskoye, Poreknoye, phía Bắc Suza. Lực lượng Moscow gần đây đã chiếm lại lãnh thổ ở khu vực Kurs và tiếp tục phản công vào ngày 14 tháng 9. Các cảnh quay định vị địa lý được công bố hôm 13 tháng 9 cho thấy quân đội Nga đã tiến vào phía tây Lui trong một cuộc tấn công cơ giới quy mô đại đội và một blogger người Nga tuyên bố rằng lực lượng của họ đã tiến đến rìa phía tây nam của Lui cũng như vào các cánh đồng phía tây bắc Darino, nam Lui Hình ảnh địa vị địa lý được công bố vào ngày 14 tháng 9 cho thấy bộ binh từ lữ đoàn hải quân đánh bộ 810 của Nga, hạm đội Biển Đen, quân khu phía Nam hoạt động ở trung tâm Boki, phía đông nam sút ra, cho thấy lực lượng Moscow gần đây đã tiến sâu hơn vào thị trấn. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo vào ngày 14 tháng 9 của ISV Thứ nhất, các quan chức và nguồn tin Ukraine cho biết cuộc xâm nhập khu vực Kursk của Ukraine đã khiến chính quyền Nga phải tăng gấp 3 lần số lượng binh sĩ ở khu vực Kursk. Thứ hai, Ukraine và Nga đã tiến hành trao đổi tù binh vào ngày 14 tháng 9. Đây là cuộc trao đổi tù nhân thứ ba kể từ khi chiến dịch Kursk nổ ra, dường như có tác động ngắn hạn là tăng động lực để Nga tham gia trao đổi tù nhân. Thứ ba, một số chỉ huy chiến trường của Nga tiếp tục đưa ra các quyết định làm giảm chất lượng chung của lực lượng, ủng hộ chiến thuật tấn công trực diện do bộ binh chỉ huy hơn là đào tạo các chuyên gia kỹ thuật, những người sẽ giúp quân đội Nga áp dụng tốt hơn công nghệ và đổi mới chiến trường vào chiến đấu. Thứ tư, gần đây quân đội Nga đã có những bước tiến được xác nhận gần Chasovya, Pokrovs và Upleda. Thứ năm, quân đội Nga được cho là đang sửa chữa các phương tiện Ukraine thời Liên Xô bị bắt giữ để bổ sung cho các đơn vị của mình. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 15 tháng 9 tuyên bố các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục tấn công theo hướng Kursk, đồng thời tấn công lực lượng dự bị của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã tấn công lực lượng dự bị của 7 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở 11 khu định cư tại vùng Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới Nga, trong vòng 24 giờ. Trước đó, lực lượng Ukraine đã vượt qua vùng Sumy ở đông bắc nước này để tiến vào vùng Kursk hôm 6 tháng 8 khi bắt đầu mở chiến dịch tấn công lãnh thổ Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng Ukraine đã triển khai thiết bị quân sự tại tỉnh Sumy, nơi Kiev đã phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn vào tỉnh Kursk với mục tiêu tạo ra một vùng đệm trên lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng tên lửa và không quân tác chiến chiến thuật đã tiến hành các cuộc tấn công vào các điểm tập trung quân ở vùng Sumy và lực lượng dự bị của các lữ đoàn tấn công cơ giới số 21, 22 và 41 và lữ đoàn tấn công đường không số 82 của lực lượng vũ trang Ukraine. Lữ đoàn 1 cũng như là Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103 và 106 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu định cư Belepolie, Vodolaki, Zudapka, Obody, Katerinovka, Reki, Pavlovka, Sosnovka, Sumi, Koten, Yunakovka, Yastjebione và Yampol. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đột kích qua biên giới vào tỉnh Kursk của Nga tiếp tục bị đẩy lùi. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, 6 nỗ lực của đối phương nhằm đột phá qua biên giới Nga theo các hướng của các khu định cư Noviput, Veseloye và Medvedev đã bị đẩy lùi. Đối phương tổn thất tới 60 người, bao gồm những người thiệt mạng và bị thương, 3 xe tăng, một xe bọc thép chở quân và 5 xe chiến đấu bọc thép. Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục các hoạt động tấn công và gây tổn thất cho các đội hình của Lữ đoàn Cơ giới số 22, 41, 61 và 115, Lữ đoàn Thiết giáp số 17, Lữ đoàn Tấn công Đường không số 82 và 95, Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 112 và 129 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu định cư Louis Bimoka, Novoi Vanovka, Dadino, Nikolayevo Dadino, Pokrovsky và Boki. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục đầu hàng Nga tại khu vực Kursk trong vòng 24 giờ qua. Trong ngày 15 tháng 9, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 300 quân nhân và 22 xe bọc thép tại Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong vòng 24 giờ qua, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc đã đẩy lùi hai cuộc phản công của đối phương theo hướng các khu định cư Lyubimovka và Malaya Loknia. Hai nỗ lực tấn công theo hướng các khu định cư Viktorovka Ongopka và Kremi đã bị ngăn chặn. Kết quả là lực lượng vũ trang Ukraine mất tới 25 người thiệt mạng và bị thương, một xe bọc thép chở quân và hai xe chiến đấu bọc thép đã bị phá hủy. Năm quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đã đầu hàng. Tổng cộng, theo thống kê của Nga, trong các cuộc giao tranh theo hướng Kursk, Ukraine đã mất hơn 13.400 quân nhân, 113 xe tăng, 44 xe chiến đấu bộ binh, 91 xe bọc thép chở quân và 718 xe chiến đấu bọc thép. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị lực lượng vũ trang Nga, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apti Alaudinov cho biết trong vòng 24 giờ qua, các chiến binh của biệt đội Kassan thuộc lực lượng đặc nhiệm Akhmat đã chiếm được hai cứ điểm, hạ gục đối phương và bắt giữ tù tổ binh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 13 tháng 9 cho biết có 40.000 quân Nga đang chiến đấu ở tỉnh Kursk và Moscow muốn đạt được những bước đột phá nhanh chóng Ukraine tuyên bố hiện kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ ở Kursk. Sau hơn một tháng, Nga vẫn chưa thể đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Ukraine khỏi Kursk. Mặc dù vậy, đa tiến công của Kiev có xu hướng chững lại khi Moscow bắt đầu tăng viện binh phản công.